Hai đội đang hoàn tất các thủ tục trước trận đấu. Trọng tài tiếp tục bắt chính trận đấu buổi chiều ngày hôm nay vẫn là trọng tài Văn Phùng. Số 15. Đã có bàn thắng dành cho FC CNC. Và người mở tỷ số cho FC CNC là Thanh Phương. Người mở tỷ số cho FC CNC là Thanh Phương, cầu thủ mang áo số 15. Một pha bóng chơi không tập trung của thủ thành bên phía FC Liên Quân. Đăng Phong dứt điểm ngay, thủ môn chơi rất tập trung. Văn Tam rất lắt léo. Thanh Bình không được. Văn Đạt không qua được hai bóng áo xanh. Dứt điểm luôn Văn Đạt. Vậy là có bàn thắng thứ hai dành cho FC CNC. Người nâng lên tỷ số bàn thắng thứ hai là Văn Đạt. Và như vậy là đã có sự thay đổi người. Hoàng Minh vào sân. Và người rời sân là Thanh Bình. Đến lúc anh em đi làm với chung nhau nhắc là cáu lên. Mày thấy mày sai hay là mày đúng? Làm không để ý. Hiếu Nam mở bóng cho Hiếu Nam. Thanh Phương dứt điểm luôn ạ. Vậy và như vậy là đã có bàn thắng thứ ba. Người nâng lên bàn thắng thứ ba cho CNC đó là Thanh Phương. CNC đã dẫn với FC Liên Quân 3-0. Bàn thắng thứ hai của Thanh Phương. Quốc Bảo. Hoàng Minh. Không được. Hoặc là một cú sút thẳng từ Đăng Phong. Hiếu Nam không vào. Trung Kiên. Đình Tường dứt điểm luôn. Phá dứt điểm không thành công. Không qua được Trung Kiên. Cú sút thẳng luôn. Một pha ra chân rất nhanh của Thanh Phương về phía khung thành của Danh Lộc. Vẫn là Văn Đạt. Đinh Hiệu dứt điểm luôn. Thủ môn Danh Lộc đã chơi tập trung trong pha bóng vừa rồi. Văn Tam mở bóng. Văn Đạt dứt điểm ngay. Không được. Đấy là một đường chuyền dành cho Đình Hiệu. Hoàng Việt. Thanh Bình. Văn Tam. Đình Hiệu. Tiếp tục vẫn là Đình Hiệu. Có bàn thắng thứ tư không? Vậy như và như vậy là đã có bàn thắng thứ tư dành cho FC CNC.
Một pha đi bóng táo bạo của Đình Hiệu đã đem về bàn thắng thứ tư dành cho FC CNC. Quốc Bảo đường chuyền lối của Công Tường dành cho Hiếu Nam. Văn Tam dứt điểm ngay, bóng vượt sang ngang. Không được. Tiếp tục vẫn là Hiếu Nam. Can thiệp kịp thời của Hoàng Minh. Và như vậy là FC Liên Quân Michibai đã có sự thay đổi người. Người dậy sân. Không có đường cắt ngang dành cho Ngọc Sơn. Ngọc Sơn không vào. Văn Lý. Vẫn là Văn Đạt. Tiếp tục là Văn Đạt. Đình Hiệu. Và như vậy là Hiếu Nam đã nâng lên tỷ số là 5-0 dành cho FC CNC. Kỹ thuật và độ khéo léo của Văn Đạt đã tạo một đường truyền kiến tạo cho Đình Hiệu, kiến tạo cho Hiếu Nam và đã nâng lên tỷ số 5-0 dành cho FC CNC. Thanh Bình. Đăng Phong. Dứt điểm ngay. Suýt nữa thì có bàn thắng dành cho FC Liên Quân. Chuyển trạng thái tấn công. Thanh Bình. Hoàng Minh. Dứt điểm ngay. Bóng dội sang ngang. Và như vậy là FC Liên Quân sẽ được hưởng một quả đá phạt góc. Thủ môn Danh Lộc chơi rất tập. Đệm lòng quá sâu khiến trái bóng đi ra ngoài. Đình Hiệu. Đi bóng của Đình Hiệu. Dứt điểm ngay. Và như vậy là đã có bàn thắng thứ 5. Và như vậy đã có bàn thắng thứ 6 dành cho FC CNC. Người tiếp tục cái bàn vẫn là Đình Hiệu. Đình Hiệu là một cầu thủ mẫu tiền đạo chấp thời cơ rất nhanh, rất tốt và chính xác. Lộn xộn. Văn Tú. Và như vậy là Văn Tú đã kịp thời điền tên mình lên bảng tỷ số với một bàn thắng đưa tỷ số lên là 7-0. Văn Tú là cầu thủ mới vào sân thay người. Dường như CNC đang có sự thay đổi người. Cô báo. Dứt điểm tốt. Nhà như vậy là tỷ số đã còn rút ngắn còn 1-7. Quốc Bảo là người đã đóng góp và rút ngắn tỷ số dành cho FC Liên Quân Michibai.
Đình Hiệu. Đó là Đăng Phong. Và như vậy là Đăng Phong đã nâng lên tỷ số là 8-1 dành cho FC CNC. Và đây có thể là dấu chấm hết dành cho FC Liên Quân Michibai, khi mà cách biệt lại quay trở lại là 7 bàn. Thanh Bình, Văn Tam không thành công. Văn Tam tiếp tục, vẫn là Văn Tam sút luôn không. Và như vậy là có bàn thắng rút ngắn tỷ số 2-8 dành cho FC Liên Quân Michibai. Văn Tam là người vừa ghi bàn thắng thứ hai dành cho FC Liên Quân Michibai. Tỷ số bây giờ còn rút ngắn là 2-8. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem buổi live stream trực tiếp trận đấu trên kênh VFTV.